cái 5 ngàn vô rồi, 6 ngàn còn không bán. Mẫu đi mới nhất, mẫu đi mới nhất. Mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay tiếp tục đi cập nhật giá bông với chợ Mông Sơn Phú Cường. Xem đó là ngày 29 gần cuối chạy. Đây là những chậu hành vẫn còn nhiều cô chú chị. Chú bán chậu nhiều cháu? Chú bán chậu nhiều hả? 350. Hiện tại chậu 350 cô chú chị. Chú chạy qua về gần đây này, chú có hộ chú này từ 350 thấy cũng rẻ mà. Trái cũng rất là nhiều rồi, chú chạy. Đâu ba, con đi quay thôi, con mua. Con đi quay à. Con chỉ đi quay à. Khoảng còn nhiều quá chú chị. Trái nào trên đấy cũng rất là nhiều nha. Quá trời luôn. Hiện tại sạp rồi. Sạp chị nữa ăn sổ ha cái chú chị. Bốn chậu 100 ngàn. Quá rẻ luôn quý chú chị ơi. Khoảng còn nhiều nghe. Chậu này chị. Đây. Bông cũng rất là đẹp nha. Bán mê nó nghe, mốt lại kiếm không có đâu nghe. Chú chị à, trên thổ nghe. Hiện tại bông rất là rẻ rồi đó. Có ai có hình vậy đó, đem lên hồng cũng được. Đây bị trứng nha trời. Bên đây bông cũng rất là nhiều chị. Một bó á chị, bó 100k hả? 10 ngàn hả? Đây bó 10 ngàn đó chị. Chính chưa luôn. Đây bó dưới gì này chị. Cái 3 cá. Bữa nay nó xả 10 ngàn. Xả hết rồi chú chị ơi. Bữa nay là hết rồi không? Bởi lâu nó bán buổi sáng vậy trời. Chưa ta nhìn rất là rẻ chị, xả rất là rẻ luôn. Đây phía trên đây cũng có bông hoa giấy ăn sổ cái cô chị, 100 ngàn một chậu, chậu rất đẹp luôn chị. Đây cũng rất là nhiều nghe. Cô chú chị gần đây ra ủng hộ để ta về ăn Tết nha quý chị. Theo em thấy mấy chậu này cũng rất là rẻ rồi, 100 ngàn chậu rồi, vừa giá rồi đó. Con này anh trai đang ở bên kia. Chậu
100.000 chậu. Quá rẻ, 100.000 chậu. Sạp của anh này đang xỏ trái dưa hấu 5.000 cái chú chị. Trái nào cũng vậy ha. Trái nào cũng vậy anh. Trái 5.000. Nguyên sống thì 200.000. Quá rẻ luôn rồi. Này bán như cho à. Sống này đâu nặng bán 300.000 đó. Bên đó của anh luôn anh. Bên kia kìa anh, tông nặng kìa. Tông vô bự nữa á. Đây trái 5.000 quá rẻ của chú chị. Bỏ vô đây cho chị luôn. À, đây, gần ở đây mình tủ ra lựa nha. Dưa hấu rất là to luôn. Dưa hấu sổ 5.000 quá rẻ. Hiện tại sạp có anh bên đây cũng bán trái dưa hấu là 30.000 trái của chị. Bán trái tha hồ mà lỡ có bán ký nha. Trái nào cũng là 30 giờ á. Cũng còn rất là nhiều chứ chị. Đây bạn còn rất là nhiều nha. Còn rất là nhiều. Còn khoảng 2-3 tấn dưa nữa. Mình sẽ bán ra tới ngày mai cũng biết hết không. Cho đây này dưa, dưa đi con, dưa. Rất là nhiều quá chị. 30 thêm 1 trái. Trái nằm trên đấy cũng bự bự, cũng có nhỏ cũng tương tiện. Mỗi trái là 30.000. Đây, quá nhiều nè. Dưa này nhỏ, nhỏ. Đó. Đây dài tới đặt luôn đó. Ba chục nè, thấy rẻ rồi. Trái nó thành lớn nghe quý chị, có nhỏ nghe, có bán ký nè. Cô chú chị muốn mua thấy trái nào lấy trái đó. Phía bên đây là bán 20k trái.
giá dưa gì? Trái dưa á. Hả? Dưa trái nhiều à. Dưa hả? Dạ. Dưa thấu à. Trái nhiêu hả? Dạ. Trái 150 nè. 150 à. Ừ. Đúng trái thì tặng 50 trái. Phải còn rất nhiều cháu chị. Đây là dưa mọng cái đỏ, đỏ màu vàng. Cái này cũng còn rất là nhiều nha. Quá trời còn nhiều lắm con ơi. Chị hiện tại giá 8.000 một ký nha, dưa rất là đẹp nha. Phía bên đây cũng xả cam nữa chị. Hiện tại đang xả quá trời luôn. Rất là nhiều người đến lựa mua nha. Trên đá bờ ca mua 2 tặng 1 nha quý chị, là nhận giá luôn, mua 2 tặng 1. Quay đây cũng khoảng 10 giờ mấy á.
thôi xin kết thúc chương trình nha cô chú chị. Cho cô chú chị đi đây tiếp theo của em nha. Bye bye cô chú.